Ok, cái món ếch xào lăn nhà em là xong rồi nhá. Các bạn nhìn thấy có kích thích không? Rất ngon, dễ làm. Chào các bác nhá. Đã rất lâu rồi mới gặp lại các bác. Chắc tầm một tuần lấy đấy. Hôm nay em lại gặp lại các bác. Hôm nay em sẽ làm cái món ếch xào lăn kiểu miền Nam. Đó. Ếch thì ở chỗ em là đợt này là 175.000 một ký. Sáng nay là vợ em cũng mua tầm 5 con đấy, 5 con nó cũng rơi vào khoảng tầm 70k. Đây cái chỗ này ếch này em 70k đấy. Đó, ếch đồng em ướp hết gia vị ở đây, các kiểu ở đây. Đó. Còn đây là nước cốt dừa nha các bác. Đến xong nguyên liệu tiếp theo. Một ít hành này. Hành củ này, hành lá này.
một ít hành tây này, một ít mộc nhĩ này, một ít bún này, một ít ớt ớt không cay này, rồi một ít rau răm, một ít tỏi, một ít lá ngổ, ở trong miền Nam gọi là rau ôm đấy các bác, và một ít gì nữa ta, ngò rí, đó. Ngò rí này, rau răm này, rau ngổ này, cà rốt đó, còn từng đây thôi các bác. Đây thử là cái món ăn miền Nam xem như thế nào. Thôi em vào công việc đây nhá. Chưa các bác chưa xưa cái anh lên nhá. Quá chơi giờ rồi. Ếch này, ếch em bước em bước tầm 15-20 phút đấy. Là có chia sơ lên món này làm nhanh lắm, sắp được ăn rồi các bạn. Từ từ lên nhé. Sau khi đun tầm 2 phút nhé, các bác cho cà rốt vào. Các
đây nhá. Thường các bạn. Ếch vừa rồi mình xào ấy, em xào là gần chín rồi đấy. Cái này các bác cứ đun như cái này bỏ qua đi. Đi qua thì cho ít xì. Nhanh chí thì cho vào cùng cho ít tai mèo vào. Tai mèo thì chứ gọi là táo mèo chứ được. Nhí. Nấm mèo. Giống đi. Cho ít nước cốt dừa nhá. Yeah. Các bác đun được tầm 2 phút nữa là xong. Và các bác khi nào tầm 2 phút thì các bác cho ít rau thơm nữa là xong. Này chín lắm. Hơi nhạt các bạn ạ. Hơi nhạt các bạn cho ít mắm vào. Cái này ăn ăn với bánh mì hoặc ăn với cơm thì các bác cứ đun cơm nhiều nước cốt dừa vào nhé. Nước cốt dừa em lấy ít nên là em cho ít nước sôi vào. Gia vị ok đây rồi các bạn.
cho miến với cái này vào đây là khác. Yeah. Nếu có đun trong tầm 2-3 phút nữa là xong á. Anh này kỹ lắm. Bánh mì nhé các bác. Nhà em là cho nước quá. Ăn lên miếng. Rất ngon các bạn. Đưa về em phải làm bát cơm. Đồ thối lên ăn như thịt chuột ấy, thịt ếch ăn như thịt chuột ấy quá. Cho em ăn cơm này, ăn cơm của con chạy bế con này này, mà lắm các bác ạ. Thôi video của em tới đây là kết thúc rồi. Nếu các bác anh chị mà cảm thấy video hay hữu ích thì hãy like và đăng ký kênh để ủng hộ kênh em, để em có động lực làm những video tiếp theo hay hơn. Em xin hết, bye bye.